tạm thời là bây giờ bị mất giọng, đi coi đáp ảnh xong là mất giọng. Nhưng mà mình sẽ chỉ mọi người cách để mà nói chuyện được bình thường. Mất giọng này, cái này không phải là cố tình, đây là thiệt à. Mất giọng thì beatboxer có thể nói chuyện được bình thường. Hoặc là biết cách để mà gần giọng để mà nói chuyện được bình thường. Nhưng làm giọng robot sẽ nói chuyện được bình thường.